Xin kính chào tất cả mọi người. Rất vui lại được gặp lại các bạn cho những buổi chia sẻ về những điều mà tôi học được trong quá trình phát triển bản thân của tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, cho dù ngoài trời các bạn có nghe thấy tiếng mưa rơi đang rất là lớn, mưa rào ngoài Bắc đón nhận một đợt gió mùa đông bắc tăng cường tiếp theo về và hứa hẹn một ngày mai sẽ là một ngày lạnh giá hơn nữa. Tuy nhiên, tôi chưa có đường phát triển bản thân của mình. Tôi tự hứa bản thân của mình luôn học tập, luôn rèn luyện và luôn chia sẻ. Và các bạn cũng vậy, khi các bạn mong muốn bản thân mình tốt đẹp hơn, các bạn có ai nhớ đến một cái câu thần chú, đó là câu Give what you want, hãy cho đi thứ bạn muốn. Kiến thức bạn cho đi, kiến thức bạn được chia sẻ sẽ luôn ở lại với bạn và nó sẽ còn nhớ lâu hơn nữa. Và tôi sẽ làm được nó hàng ngày. Và ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn 4 bước thần thánh. Các bạn ạ, 4 bước, 4 bước để giúp cho bạn có thể là một người quản lý rất là thành công. 4 bước có thể giúp cho bạn có thể trở thành một người leader của một đội nhóm bất kỳ nào đó, là một đội nhóm. Bạn dẫn dắt một đội nhóm, bạn leader một đội nhóm, trở thành một đội nhóm vô địch, một đội nhóm thành công, vượt bậc, và không một đội nhóm nào có thể vượt qua bạn được. Và bao nhiêu số các bạn mong muốn mình đạt được điều đó. Để đạt được điều đó, chúng ta sẽ cần trải qua 4 bước. 4 bước này là 4 bước để giao việc. Nếu như các bạn đã từng đọc sách, cuốn sách này có tên là Người giỏi không phải là người làm tất cả. Và bao nhiêu số các bạn đang xem video clip này đã từng đọc cuốn sách này, Người giỏi không phải là người làm tất cả, thì các bạn đã hiểu một điều rằng, đúng chính xác, người giỏi, một cá nhân giỏi, một cá nhân xuất sắc luôn biết cách kết hợp công việc của mình với những anh chị em đồng nghiệp trong cơ quan, với những người trong đội nhóm của mình, để cùng nhau mỗi người chung tay chung sức vào đó để làm được tốt hơn, đúng không? Tuy nhiên, trong quá trình mà chúng ta hướng dẫn những người khác làm việc theo ý của mình ấy, thì nó sẽ phải trải qua 4 bước. Và đây chính là 4 bước thần thánh để giúp bạn có thể là giao việc cho bất kỳ ai mà bạn có thể yên tâm hoàn toàn được. Bước thứ nhất, sell, nói rồi, nói tức là sao? Hãy mô tả công việc, hãy mô tả chính xác nhất cái công việc bạn muốn giao phó cho người nào đó. Hãy mô tả và hỏi họ, đến khi là họ hiểu hoàn toàn công việc có gì thôi. Đã có rất nhiều trường hợp rằng người giao việc mô tả không khái quát được công việc, không là những người nhận việc hiểu được công việc. Và người nhận việc thường thường là cấp dưới, lại nghĩ lo lắng là người lãnh đạo cấp trên là nghĩ là mình năng lực kém, không hiểu ý của lãnh đạo, nhưng không hỏi lại. Thành ra lúc kết quả không được như mong đợi. Điểm mấu chốt đầu tiên, các bạn, quá quan trọng, đúng không ạ? Các bạn để hình dung một xem, nếu như các bạn mô tả công việc không tốt, các bạn không để, không giúp cho người nhận việc biết rằng khi nào phải hoàn thành, yêu cầu đặt ra phải làm gì, công việc phải đạt được những tiêu chí, chỉ tiêu gì, phải gặp được những ai, phải làm việc với ai, phải kết hợp những việc gì lại với nhau, thì liệu các bạn có kết quả như ý không ạ? Đúng không ạ? Không thể có được, đúng không ạ? Đó là điều không tưởng, đúng không ạ? Vì vậy, bước 1, sell, hãy mô tả công việc thật sự chính xác đến khi mà cả người giao việc đã tin chắc được rằng người nhận việc đã hiểu chính xác được mình muốn nói gì rồi, được không ạ? Bước 2, show, tức là gì ạ? Trình diễn ạ, trình diễn hay là làm mẫu ạ. Bạn hãy là người làm mẫu cho người được nhận việc để họ biết mà phải làm gì. Nếu họ không biết họ phải làm gì cả, các bạn hãy làm mẫu cho họ, hãy show cho họ thấy là đối với công việc này bạn cần phải làm gì, bạn cần phải chuẩn bị những gì, bạn làm như nào, bạn có điện thoại ra làm sao, hoặc là bạn xét duyệt hồ sơ như nào, hoặc là bạn bắt đầu công việc như nào. Tóm lại, hãy làm mẫu cho họ nhìn thấy. Và điều mấu chốt quan trọng là gì? Người được nhận giao việc phải ở đó để chứng kiến bạn làm, hoặc chứng kiến một chuyên gia nào họ đang làm công việc mà họ chuẩn bị nhận, thì họ làm để họ có thể nắm được, bắt được tất cả các quy trình, các hình ảnh, để họ có thể biến cái mô tả công việc mà vừa nghe được ở bước 1, họ liên tưởng đến những cái gì họ đã nhìn thấy khi được xem người khác đang làm chính công việc đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bước thứ 3, các bạn, try, thử, làm thử, các bạn làm thử. Người được nhận việc của các bạn bắt đầu làm thử công việc đó. Có một cách hữu hiệu nhất, đó là hãy để họ làm thử, và nếu có thể bạn hãy ở bên cạnh họ, bạn hãy theo sát họ,
để bạn có thể xử lý bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, để người nhận việc có thể yên tâm khi nhìn thấy bạn bên cạnh và luôn luôn có một tâm lý thoải mái tự tin để làm cái việc đó. Điều này là rất tốt đúng không ạ? Vô cùng là tuyệt vời luôn. Bởi vì sao? Nếu như không có bạn ở đó, mặc dù đã xem rồi, đã trình được nhìn bạn trình diễn rồi, bạn làm như nào rồi, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm một công việc thực sự thì họ mới có những tình huống cụ thể này. Họ mới bắt đầu vận dụng trí óc, đôi bàn tay, đôi bàn chân, tất cả mọi kỹ năng để họ có thể bắt tay vào làm công việc đó. Và đây cũng là sự thử thách đầu tiên với họ trên con đường thực hiện, biến những điều mô tả công việc, biến những sự xem những chuyên gia đã làm việc từ trước đó là bạn hoặc ai đó, và bây giờ biến nó thành công việc của mình. Nó là một quá trình cần sự thực hành, cần sự luyện tập, và luôn cần có bạn ở bên cạnh để hỗ trợ bất cứ lúc nào. Đó, các bạn nhớ mô tả công việc, sell, tell, làm mẫu, show, try, làm thử, và bước cuối cùng các bạn ạ, do, làm thật ạ. Sau khi họ đã nghe mô tả công việc rất kỹ càng rồi, họ được xem bạn hoặc là các chuyên gia làm mẫu rất nhiều lần rồi, họ được làm thử rất nhiều lần với sự hỗ trợ của bạn hoặc là của chuyên gia ở đó rồi, thì lúc này họ đã gì ạ? Họ đã tự tin, họ có thể cứng cáp, họ có thể một mình họ làm được công việc mà bạn đang muốn họ đảm nhận. Đây là điều tuyệt vời nhất, không ạ? Đây là điều quan trọng nhất, đây là điều mà tốt đẹp nhất mà một người giao việc có thể yên tâm khi giao cho nhân viên của mình các công việc mà họ được càng làm. Và đây có điều tuyệt vời nhất của các nhân viên khi họ nhận công việc của một người lãnh đạo và được lãnh đạo tin tưởng là mình làm được việc tốt việc này, và họ sẽ nỗ lực hết mình. Đó các bạn, 4 kỹ năng thần thánh để giao việc cho bất kỳ ai: tell, show, try and do. 4 bước ạ. Mô tả, làm. Mô tả, trình diễn, làm thử và làm thật. Các bạn hãy vận dụng 4 bước này vào trong bất kỳ công việc nào của các bạn mà bạn cần có sự ủy quyền cho người khác làm. Bạn chỉ cần tuân thủ theo quy trình này thôi, tôi tin chắc bạn sẽ thành công trong bất kỳ việc giao việc cho bất kỳ ai. Và nếu các bạn còn băn khoăn, còn thắc mắc, còn những điều gì đó cần tôi giải đáp thêm, hãy comment, hãy follow, hãy đăng ký kênh của tôi, hãy liên lạc với tôi qua YouTube hoặc qua Facebook của tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp các bạn giải đáp tất cả những câu hỏi đó. Và như tôi đã nói từ đầu video clip ạ, kiến thức chúng ta càng cho đi, chúng ta càng nhận lại nhiều hơn. Tôi sẵn sàng cho đi tất cả mọi người những kiến thức tôi đã học được, để với mục tiêu giúp cho tôi, giúp cho các bạn luôn phát triển bản thân, trở nên giàu có hơn, thành đạt hơn, giá trị hơn nữa với mọi người. Một lần nữa, xin gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.